Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo keo trong 100 nha. Đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 dai nha cả nhà. Đó, keo trong nè. Một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ, nó sẽ bao cho mình đó, để khi mà mình đóng hàng lên đó, mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục, mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói, đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dương Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao. Cái này là cái dao ha. Cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan đến việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn, để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết. Khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì tôi chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giờ vật dụng nè. Đó, thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này. Bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó, thì mọi người tranh thủ nha. Mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo keo trong 100 đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè. Một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ, nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục, mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói, đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dương Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao. Cái này là cái dao ha. Cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan đến việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn, để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết. Khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì tôi chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giờ vật dụng nè. Đó, thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này. Bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó, thì mọi người tranh thủ nha. Mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo keo trong 100 đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè. Một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ, nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha.
Đó. Thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo độc, mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dương Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao, cái này là cái dao ha, cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan đến việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết, khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì không chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giờ vận dụng nè. Đó, thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này, bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó. Thì mọi người tranh thủ nha, mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo keo trong 100 đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè, một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ, nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo độc, mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dương Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao, cái này là cái dao ha, cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan đến việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết, khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì không chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giờ vận dụng nè. Đó, thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này, bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó. Thì mọi người tranh thủ nha, mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo keo trong 100 đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè, một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ, nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo độc, mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dương Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao ha, cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng.
Đó thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan đến việc cái đóng hàng làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết, khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì Hương chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giò vật dụng nè. Đó thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó. Mọi người tranh thủ nha, mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo keo trong 100 đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè, một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này đó là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ. Nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục. Mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói, đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè, của Dương Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao, cái này là cái dao ha, cái dao để mà mình đọc giấy, đọc thùng. Đó thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan đến việc cái đóng hàng làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết, khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì Hương chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giò vật dụng nè. Đó thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó. Mọi người tranh thủ nha, mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo trong 100 đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè, một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ. Nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục. Mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói, đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè, của Dương Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao, cái này là cái dao ha, cái dao để mà mình đọc giấy, đọc thùng. Đó thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan đến việc cái đóng hàng làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết, khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì Hương chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giò vật dụng nè.
đó, thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này, bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó. Thì mọi người tranh thủ nha. Mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo trong 100 nha. Đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè. Một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ. Nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó. Thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục. Mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi. Đóng gói, đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha. Dụng cụ kéo keo nè. Của Dân Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà. Mình đóng xuyên suốt luôn á. 10 năm nay là còn nóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao. Cái này là cái dao ha. Cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan đến việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình đã bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết. Khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì không chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giờ vật dụng nè. Đó, thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này. Bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó. Thì mọi người tranh thủ nha. Mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo trong 100 nha. Đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè. Một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ. Nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục. Mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi. Đóng gói, đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha. Dụng cụ kéo keo nè. Của Dân Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà. Mình đóng xuyên suốt luôn á. 10 năm nay là toàn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao. Cái này là cái dao ha. Cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan đến việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình đã bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết. Khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì không chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giờ vật dụng nè. Đó, thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này. Bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó. Thì mọi người tranh thủ nha. Mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà.
Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo keo trong 100 đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè. Một củ của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ, nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục, mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói, đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dân Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao. Cái này là cái dao ha. Cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan đến việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết. Khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì tôi chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giò vật dụng nè. Đó, thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này. Bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó, thì mọi người tranh thủ nha. Mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo keo trong 100 đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè, một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ, nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục, mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói, đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dân Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao. Cái này là cái dao ha. Cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan đến việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết. Khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì tôi chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giò vật dụng nè. Đó, thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này. Bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó, thì mọi người tranh thủ nha. Mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo keo trong 100 đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè. Một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ, nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha.
đó. Thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo độc, mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dương Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là toàn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao, cái này là cái dao ha, cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan tới việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà, ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết, khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì tôi chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giờ vật dụng nè, đó thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha, 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn, cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy, và một bao của nó nè, một bao như thế này, bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè, một bao của nó thì sẽ có 20 cây đó. Thì mọi người tranh thủ nha, mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo trong 100 nha. Đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè, một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ. Nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên á, mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo độc. Mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dương Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là toàn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao, cái này là cái dao ha, cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan tới việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà, ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết, khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì tôi chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giờ vật dụng nè, đó thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha, 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn, cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy, và một bao của nó nè, một bao như thế này, bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè, một bao của nó thì sẽ có 20 cây đó. Thì mọi người tranh thủ nha, mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo keo trong 100 đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè, một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ. Nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo độc. Mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dương Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là toàn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao ha, cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng.
đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan tới việc cái đóng hàng làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết. Khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì Hương chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giờ vật dụng nè. Đó, thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái cây đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này. Bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó, thì mọi người tranh thủ nha. Mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo keo trong 100 nha. Đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè. Một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ. Nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục. Mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi. Đóng gói, đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha. Dụng cụ kéo keo nè, của Dân Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà. Mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao. Cái này là cái dao ha. Cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan tới việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết. Khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì Hương chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giờ vật dụng nè. Đó, thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này. Bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó, thì mọi người tranh thủ nha. Mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo keo trong 100 đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè. Một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ. Nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục. Mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi. Đóng gói, đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha. Dụng cụ kéo keo nè, của Dân Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà. Mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao. Cái này là cái dao ha. Cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan tới việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết. Khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì Hương chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giờ vật dụng nè.
đó, thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này, bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó. Thì mọi người tranh thủ nha. Mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo trong 100 nha. Đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè. Một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hấp hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ, nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục, mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói, đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dương Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn nóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao. Cái này là cái dao ha. Cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan tới việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết. Khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì mình chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giờ vật dụng nè. Đó, thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này, bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó. Thì mọi người tranh thủ nha. Mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo trong 100 nha. Đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè. Một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hấp hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ, nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục, mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói, đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dương Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn nóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao. Cái này là cái dao ha. Cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan tới việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết. Khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì mình chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giờ vật dụng nè. Đó, thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này, bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó. Thì mọi người tranh thủ nha. Mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng
để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người nhà nhà ai cũng cần cái này. Đây đây là keo, đây là cái keo keo trong 100 đó. Đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè, một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ, nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục, mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói, đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dương Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao, cái này là cái dao ha, cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan đến việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình đã bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết, khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì tôi chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giờ vật dụng nè, đó thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn, cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này, bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đây nè, một bao của nó thì sẽ có 20 cây đó. Thì mọi người tranh thủ nha, mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo trong 100 đó. Đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè, một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ, nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục, mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói, đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dương Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao, cái này là cái dao ha, cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan đến việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình đã bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết, khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì tôi chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giờ vật dụng nè, đó thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn, cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này, bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè, một bao của nó thì sẽ có 20 cây đó. Thì mọi người tranh thủ nha, mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo keo trong 100 đó. Đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè, một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ, nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục, mình có đầy đủ hết nha cả nhà.
Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dân Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao, cái này là cái dao ha, cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan đến việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình đã bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết. Khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì tôi chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giò vật dụng nè. Đó, thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này. Bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó, thì mọi người tranh thủ nha. Mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo trong 100 nha. Đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè. Một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ. Nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên á, mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục. Mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dân Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao, cái này là cái dao ha, cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan đến việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha. Đó, mình đã bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Đó, giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết. Khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì tôi chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết. Và những cái giò vật dụng nè. Đó, thì mình chỉ bán là sẽ tối thiểu là 5 cây như thế này nha. 5 cây như thế này, một cây thì nó có 6 cuộn. Cái này cũng là 5 cây tối thiểu nha. Và cái keo đục như thế này cũng vậy. Và một bao của nó nè, một bao như thế này. Bây giờ mình đang chuẩn bị đóng hàng đi nè. Một bao của nó thì sẽ có 20 cây. Đó, mọi người tranh thủ nha, mình cần thì mình cứ lên đơn nha. Hàng ở đây thì mọi người không lo về chất lượng và cũng không lo về giá cả luôn. Cảm ơn cả nhà. Hello, chào tất cả mọi người. Và đây là những cái vật dụng chuyên dụng để cho tất cả mọi người nha. Những cái anh em nào mà cửa hàng á, mình đang bán hàng thì mình có thể là đóng hàng, đóng gói. Đó, những cái vật dụng chuyên dụng để mà mình đóng hàng, đóng gói nha. Tất cả mọi người, nhà nhà ai cũng cần cái này. Đây là keo. Đây là cái keo keo trong 100 nha. Đó, đây là cái keo trong để mình đóng hàng nha. Cái này là đúng 100 da nha cả nhà. Đó, keo trong nè. Một cuộn của nó là một cây của nó là 6 cuộn nha. Còn cái này là cái keo đang rất là hot hết luôn. Keo này là nó sẽ hàng dễ vỡ. Nó sẽ bao cho mình để khi mà mình đóng hàng lên mọi người sẽ nhẹ tay hơn so với cái thùng hàng của mình nha. Đó, thì ngoài cái keo trong và cái keo hàng dễ vỡ thì mình có thêm cái keo đục. Mình có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ cung cấp hết tất cả những cái vật dụng để mà anh chị em mình đóng hàng đi, đóng gói đóng hàng có đầy đủ hết. Cái đây là cái dụng cụ kéo keo nha, dụng cụ kéo keo nè của Dân Hoa. Cái này rất là ngọt luôn nha cả nhà, mình đóng xuyên suốt luôn á, 10 năm nay là còn đóng cái này không á. Đó, rất là ngọt luôn. Và cái này là cái dao, cái này là cái dao ha, cái dao để mà mình rọc giấy, rọc thùng. Đó, thì tất cả những cái dụng cụ nào mà liên quan đến việc cái đóng hàng, làm hàng của anh chị em thì ở đây mình cung cấp hết luôn để cho anh chị em mình có thể là lấy được giá tốt. Thứ nhất là mình có thể là bán, cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng ha.
Đó, mình bán hàng online hoặc là mình bán hàng cửa hàng thì không thể nào thiếu được những cái vật phẩm như thế này. Và ba cái vật phẩm như thế này thì mọi người đừng quên nha. Nó giá thì bao tốt nhất thị trường luôn, hàng xuất xưởng nha. Da này là đủ 100 da nha cả nhà. Ở ngoài thị trường hầu hết là nó không đủ nha. Cái này là mình kéo là mình biết. Khi anh chị em nào mà kéo mà hàng 100 không đủ 100 da đó thì tôi chỉ cần kéo qua nó mấy lần là mình biết liền thôi. Còn cái hàng này thì chắc chắn hàng đủ hết.